không, cái chuyện tụi tôi nói chuyện nhau là bình thường. Thì tôi vẫn lại hứa một năm sau tôi đi theo. Hả? Gì vậy? Đâu ra vụ đó? Anh đi theo rồi em để ai lo? Thì anh có hứa với em là anh đi trước em 2 năm để anh đi theo. Dạ cái đó anh hứa chứ không phải em hứa. Mạnh Quỳnh, ồ ồ, cái nào kêu hú, Mạnh Quỳnh anh lên sân khấu đi cứ. Đó. Không giới thiệu, tự nhiên sân khấu kỳ lắm, giới thiệu Sung chút xíu coi. Giới thiệu Sung nha. Giới thiệu Sung nè. Dễ thương chưa? Từ đó giờ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung từng hát chung trên sân khấu. Bớt đi bớt, bớt bỏ bỏ chữ đầu đi, bỏ chữ đầu đi. Tức là bỏ cái Sung ta bên cái chuyện đời xưa mà. Ai biểu kêu nói chuyện giới thiệu Sung? Còn giờ nói đâu, nói chuyện bây giờ. Tôi nói chuyện hồi xưa. Thì khi nhìn Mạnh Quỳnh trên sân khấu với Phi Nhung, qua những bài hát tỏ tình yêu thương, gắn bó gần gũi, nó hình như có cái gì đó nó mới thân mật tới mức đó. Cho nên người ta bán tính bán nghi, không biết là giữa Mạnh Quỳnh Phi Nhung có cái tình cảm gì đặc biệt không. Ai cũng đi hỏi đầu này, ai đi hỏi đầu kia, làm sao biết được. Chỉ có trong chăn mới biết chăn có rộng như không. Chỉ những người gần gũi với Mạnh Quỳnh Phi Nhung mới biết có không. Cái này là đổ nè. À, mà Mạnh Quỳnh có bao giờ khai thiệt, có ai mà nói rằng tôi đi ăn cuốc bao giờ. Ai chịu làm trang cuốc. Đó. Mà Phi Nhung thì cũng vậy nãy, nhưng mà Phi Nhung đôi khi nói chơi thiệt. Anh Mạnh Quỳnh thương em. Em thương anh Mạnh Quỳnh, dù khi trong sân khấu tao nó chơi. Như vậy thì giữa Mạnh Quỳnh và Phi Nhung có tình cảm thiệt hay không? Tôi biết. Anh biết hả? Biết. Sao anh không nói cho em nghe? Tại vì anh biết em nhiều kiện. Anh nói cho em nghe là cả thế giới biết. Cho nên bây giờ nếu anh nói ra thì anh là người nhiều kiện. Tôi không nói. Rồi Mạnh Quỳnh ơi. Thì bây giờ đó, nếu mà ai hỏi đó thì tôi phải nói thật. Lượt, rồi. Tại vì nếu tôi nói dốc đó thì không được. Nói anh, phải nói nếu thật. Nếu anh nói dốc thì người ta nói anh nói xạo. Đúng rồi. Đúng không? Mà tôi nói thật quá đó được. Thì người ta cũng nói tôi nói xạo nữa. Còn nếu anh nói thật thì người ta nói anh nhiều chuyện. Ở đó khổ tôi vậy. Còn bây giờ sao? Thì bây giờ quý vị muốn biết không? Hỏi Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh đây. Chưa khai không? Anh là cái gì à? Không nói được. Thôi nói đi. Nói chơi chơi có hay không điều đó không quan trọng. Nhưng mà cái tình cảm giữa Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là một sự gắn bó. Cái gắn bó từ trên sân khấu. Tôi nói điều này quý vị sẽ không tin mà là thật. Có đôi khi hai anh em ở chung một phòng, tại vì đến nơi người ta chỉ có một phòng, một anh em vô, anh em bình thường. Tôi với Ngọc mà đi chung kẹp phòng vô anh em bình thường, không sao cả. Và anh em gần gũi đến độ nhiều khi Phi Nhung bận không lo kịp, Mạnh Quỳnh có thể đứng ủi từng cái áo cho Phi Nhung. Cái điều đó là một cái tình cảm mà khó có được bình thường. Phải gần gũi và thương yêu nhau. Cái thương yêu đó không phải vì vấn đề tình yêu xác định, mà cái thương đó là sự gần gũi giữa những người nghệ sĩ hát chung một dòng nhạc, hát chung một bài hát, hát chung một sân khấu và đi show chung với nhau từng lần chung. Ngày hôm nay rất tiếc là chỉ còn một Mạnh Quỳnh. Nhưng mà ai nói rằng không còn Phi Nhung, điều đó tôi không đồng ý. Cũng như cái ngày lễ Du Lan, người ta nói rằng ngày lễ Du Lan mình mang bông hồng trắng để kỷ niệm rằng mẹ mình đã mất. Tôi đề nghị đừng mang bông hồng trắng, hãy mang bông hồng đỏ. Tại vì khi mình còn nghĩ tới mẹ, tức là mẹ mình vẫn còn trong tim của mình, cho dù mẹ mình có đi đâu. Thì ngày hôm nay Phi Nhung đi đâu không biết, một năm rồi, nhưng nó vẫn mãi trong lòng mọi người mà. Yes. Có phải không nè? Yes. Cho nên trong khi Mạnh Quỳnh hát, tôi biết là Phi Nhung ở đâu đó nơi đây và cùng sát cánh với Mạnh Quỳnh trên sân khấu như từ trước đến giờ. Kính thưa quý vị, phần trình diễn của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Yeah, hay lắm. Yes. Chào quý vị. Mạnh Quỳnh, quý vị xem trên mạng xã hội tôi thấy rồi là Mạnh Quỳnh hôm cách đây 2 bữa còn đang ở Việt Nam, và Mạnh Quỳnh mới đáp chuyến bay từ Sài Gòn về tới Washington DC, Washington Dulles hôm qua là khoảng 6 giờ chiều, và đêm nay để kịp có mặt để hát cho Teletron cũng như quý vị có mặt buổi chiều hôm nay. Yeah.
Vâng em đôi cũng là người
chỉ yêu và nhau thôi, để yêu nhau, yêu nhau.